Rồi quý vị ơi, bên size 114, 8 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc. Quen ship code là chuyển khoản nha quý vị. 8 cây mà có chậu như vậy luôn nữa nha quý vị. Về chơi văn nghệ để trên bàn đồ chơi nha. Đó, bàn trà, bàn khách, bàn gì đó tùm lum luôn nha. Chỗ nào để cũng được hết ha. Khách tới là tặng cho người cây chơi luôn. Đó rồi, 8 cây bao gồm chậu luôn nha quý vị. Anh nào quen thì phải ship code cho, quen thì ship code, lạ thì phải chuyển khoản trước nha. Lạ là tôi không có ship COD cho đâu nha. Đó, 8 cái chậu như vậy mà tôi đóng gói là cực lắm nha quý vị. Phải gói lại từng cây rồi quấn băng keo lại ha, bỏ vô cái bọc rồi quấn băng keo, rồi phải lấy cái miếng gì đó chim vô nữa nha. Trời ơi cực khổ lắm quý vị ơi. 300.000 hết, trừ tiền ship tiền công ra nó hết 60-70.000 của tôi rồi. Rồi còn có 220-230 gì thôi hả, khoảng 230 thôi. Rồi cái chậu này đâu, 8 cái chậu nữa nha quý vị. Đó rồi vậy đi nha. Rồi có ông thì mua rồi không nhận nữa nha. Đó, nói mua rồi cái nhìn vậy nè, rồi về nói sao mà nhỏ quá nha, rồi cái không nhận của người ta không. Mấy ông nội đó cũng ngặt thiệt chứ. Đó, ừ, khổ vậy đó nha. Bởi vì tôi nói tôi bán là tôi nói là quen ship code là chuyển khoản, giờ là vậy đó nha. Không có bao nhiêu tiền đó, tội nghiệp mấy em shipper đó, đi giao cây nha quý vị. Làm ở bên CNT tháng có 4 triệu mấy thôi ha. Giao một thùng thành công gì á, họ kiếm được có 2-3 ngàn bạc đó. Mà ha, bây giờ giao mà không thành công rồi, gọi họ không có ngàn nào hết trơn, chỉ lãnh cái tiền của công ty hàng tháng thôi. Còn phải giao dịch vụ, phải giao thành công mới được có 2-3 ngàn đồng thùng ha. Đó, giao phải điện thoại tới điện thoại lui đó, đủ thứ trò hết trơn. Mà mua có 300.000 mà có tiền ship như vậy luôn đó, về vậy chơi đó. Cái công người ta làm mới cực khổ biết bao nhiêu không. Vậy đó mà mình nghĩ sao mà mua về mà cắt ra hết trơn luôn vậy rồi nó không lấy. Tôi không biết cái ông đó làm sao mà nói nữa. Thôi thì chán. Đó nè. Chứ cái tác phẩm người ta làm vậy không, cái công làm vậy không, quý vị đi đi. Qua bên xe đét á. Vô đó đó, thủ phủ của bonsai đó, cây kiển rồi đó, qua đó mua thử coi có mua được vậy không. 8 cây vậy về tới nhà ngồi ở không, ngồi ở nhà mà có được 8 cây chơi mà không 300.000 không, còn lâu mới có. Con mình tôi làm ba này tôi bán cho quý vị thôi, chứ ai đâu làm ba đồ nhỏ nhỏ này, làm gì cái này đâu có lời lớn cái gì đâu. Quý vị nghĩ thử coi, hãy làm bài toán thử rồi biết liền. Rồi thôi kết thúc nha quý vị, 8 cây 3 xị nha, xuống luôn.